sao răng rồi? Nhưng con chảy răng thường xuyên mà. Mình phải hỏi nha sĩ thôi. Ngay sau khi dùng kem đánh răng thường chỉ cốc vô, vi khuẩn gây sâu răng và hại nướu vẫn còn. Có loại nào diệt được vi khuẩn không? Có chứ. PS diệt khuẩn có chất diệt khuẩn đặc trị, diệt sạch vi khuẩn và ngăn chúng phát triển trở lại nhiều giờ sau khi chảy răng. Nên dùng PS diệt khuẩn. Có PS diệt khuẩn khỏi lo sâu răng. Ngủ ngon con yêu. PS diệt khuẩn bảo vệ răng và nướu suốt cả ngày.